hello Hiệp xin chào cả nhà nha Chúc cả nhà một ngày mới thật tốt lành nha Thì lâu rồi Hiệp có quay clip lên nha Hôm nay Hiệp quay clip lên Hiệp giảm giá rồi cho anh em đồ có nhu cầu sử dụng lợp ếch, lập cá lóc, cá chê, đồ bên Hiệp á, chặt chạch đồ á. Thì anh em mua ủng hộ nha Thì mỗi lần thì Hiệp bán cái lợp cá chạch này nè Mời cái cho là, ô lợp cá lóc này nè nha, lập cá tiếng nè, nè. Cá tiếng bên Hiệp này dành cây nè, nhìn chút nè Nó. Đấy không, Đấy không? này thì hiệp bán 35 mươi ngàn cái, 10 cái cho lên hiệp bao ship, hiệp trả tiền ship cho nhà nha, Là tính 10 cái cho lên hiệp bao ship á, thì hôm nay hiệp khuyến mãi cái mẫu này lên cả nhà, đây, mình khuyến mãi cho anh em, có anh em nào mua 10 10 cái cho lên hiệp tặng cây kim nha, kim để giá, giá lời, kim này không phải chỗ nào cũng có nha anh em mấy dùng ở miền tây thì nó dễ kiếm chứ mấy dùng ở ngoài anh em có, nhầm chỗ anh em không biết mua chỗ nào á thì mình tặng luôn tặng cái này để giá rồi mai rồi là luôn á rồi khi anh em mua số lượng ba chục cái trở lên á thì hiệp tặng cho một phanh chỉ nè ủa phanh hôm nè hôm mình mình sẵn sẵn luôn nha anh em nha? mình sẵn sẵn luôn một tép tép hôm mình cắt sẵn chiều dài cho anh em luôn anh em chỉ đường vô cái cái mình lợp vòng vòng cái là tới đâu thì cắt đó. anh em cắt tới đó rồi uh, mai hôm lại là xong đó. còn anh em nào muốn mua hôm này á, uh, mua số thêm á, thì uh, cũng có luôn nha anh em nhưng mà mua số lượng ít không có số lượng nhiều nha anh em đó. thì lợp này 35 ngàn cái còn cái lợp kẽm uh, này nặng đó nha lợp này hoành kẽm này nha thấy không nó y ghen cái lợp uh, cây luôn nha anh em hoành kẽm Tại vì hiệp 15 cái hiệp mới bao ship nha. Cái này 30 000 một cái, 15 cái hiệp mới bao ship. Hàng này thì anh em biết sau 15 cái mới bao ship không? Tại nó nặng cả nhà. Nó nặng hơn là cây. 10 cái nó nặng lắm nên thì ship nó cao hơn nên hiệp phải 15 cái hiệp mới bao ship nổi nha anh em. Thì mình dương ra thì nó y gan, kích cỡ cái nó nó y gan cái là cây nữa nha Dương ba cây, hai cây hai bên, 1 cây ở giữa. Đó. ngoài cái mẫu 30 000 này thì hiệp có nhiều mẫu cả nhà mẫu bốn chục mẫu năm chục nữa nói chung là mẫu to mẫu nhỏ cũng có mẫu tròn mẫu tay thỏ cũng có nha đó. thì nhờ những cái mẫu này thì anh em mua 10 cái trở lên thì hiệp tặng cái cây kim ô cây kim ba chục cái trở lên thì hiệp tặng thêm tiếp cho tép chỉ này nghe này ô tép uh, hôm nãy giờ nó lộn rồi đó, tép hiệp cắt uh, chiều dài sẵn luôn đó. anh em về anh em có bị uh, hư hôm mà banh ta hết đó thì anh em uh, thay hôm mới nó ngoài ra thì hiệp cũng có bán lọc cái chạch đó nghe nè lọc cái chạch của hiệp thì có sẵn hết nghe nè cái chạch lọc tép luôn nghe nha cái chạch khác lọc tép khác nha cả nhà hai thứ nè lọc tép cả nhà lưu ý bên hiệp bán lọc tép loại nhất nha ngắt à anh em ra, ờ, lọc tép loại nhất lọc tép loại nhì là anh em nhìn là anh biết, em biết liền à lọc tép này loại nhất 35 mươi ngàn cái nha anh em đó thấy không? này lập tép lập cá bóng dừa rồi nè cả nhà hòm bóng không nương là nương che vuốt tròn đẹp nói chung là lập tép loại nhất nó khác xa lập tép loại nhì anh em mình bán loại nhất không à Đó. anh em có nhu cầu thì mua nha còn này là lập cái chặt nè anh em lập cái chặt thì nó nó, nó bên hẹp nè không lập cái chạp chặt bề ngoài thì nhìn nó cũng tương đương với lập tép thôi nhưng mà cái nang nó khác nha à, ở nhà thấy không nang này nang nhỏ vuốt tròn nang nhuyễn nàng này nang thua năng nang bự đó, nhà thấy không nó cao hơn lập tép một chút lập này là lập bốn uh, 000 ngàn cái nha 10 cái bao ship nha cả nhà đó cả nhà lưu ý lập cái chạch nè lập cái chạch khác lập tép nè anh em nhiều anh em hỏi hiệp hoài đây lập cái chạch thấy bộ hôm không nhà thấy bộ hôm không đó. Đó. Đó không à, nhìn bên đây này cho dễ nè hôm nó xỉa lên nó, nó, nó cô hôm kịch cộm đó còn hôm ngoài thì nó 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 nó, bình thường ừ. còn hôm trong thì nó khác nha nha thì một cái này 40 ngàn nha mười cái thì bao ship nha anh em có nhu cầu nha thì hiệp có bán dầu cá luôn để làm mồi luôn á cả nhà nhà có nhu cầu thì mua luôn nha còn không có nhu cầu thì lấy cái là cái chặt thôi về tự làm mồi theo ý mình đó. lập tép thì về lập tép luôn có chặt thì về bao la nha còn ở đây là lập ếch nha nha là bếp này là bớt không tre đó, mình kẹp chống xét lưới lưới kẹp chống xét hơn bằng cây cái này thì hiệp bán 33 000 ngàn cái nha hiệp công bố giá bán ở nhà dễ mua nha đó. lập chuột cũng vậy lập chuột thì bên hiệp có mới làm thêm cái mẫu bảy bìm biệp rồi luôn đó nha mẫu này con hiệp chơi lem ra chơi tháo lò xo hết trơn nè bẻ tùm lum dân nè hiệp lấy hiệp quay luôn mẹ mẫu này mẫu đại nữa nha bề ngang 10 mười bốn ô Bì ngang 14 không? Bề cao ố 10 ngang 14 cm. Bề cao 12 cm, bề dài 28 cm nha nha. Bề dài 28 cm hơn gan á. chung là mày không bóng này để đánh bềm biệt luôn nè nha. Bẹp đánh sóc đánh nói chung là đánh đa năng nha. biệt đồ cỡ nào cũng vô hết. Mẫu này mẫu lớn. Còn mẫu này 30 000 cái tặng kèm đồ xo nghe anh em. Đó. Còn mẫu nhờ mẫu thường ngày mình đánh bảy chục cống nhâm á thì mình 26 000 cái nha, tặng kèm lò xo nha. Cái mẫu 26 000 thì chiều dài nó có 28 24 nữa nha. Này tới 28 nè. Mẫu mình đánh thường ngày là nó 24 cm. Đó. Rồi mẫu này thì nó bự hơn, nó, nó dài hơn. Đó, anh em có nhu cầu mua loại nào thì cứ liên hệ hiệp nha. Rồi ngoài ra thì hẹp cũng bán bảy chục đường mòn, bảy chục nói chung là bảy chục loại nào cả nhà cũng có hết cả nhà cứ liên hệ hiệp từ nhỏ tới lớn nha. Đó. Ờ, à, quên đó mùa nay là là đánh cua là hết sảy luôn á nha này lập cua nha lập cua thứ miền tây mình đánh nè thì hiệp có lập cua bự nhỏ to nhỏ rồi các kiểu bự lập cua này thì hai chục ngàn cái bán lẻ anh em mua số lượng nhiều giá khác tặng kèm cây chổi với hũ đựng mồi nha anh em à. lập cua loại nhỏ lớn rồi cũng có nha nhà nói chung là hiệp anh em muốn loại nào cũng có bên đây là cần câu ếch nè cần câu ếch nè nha câu ếch anh em câu cá lóc đó chuột đồ anh em có nhu cầu thì liên hệ mình nha rồi video này đến đây cũng kết thúc nha anh em à, chào tạm biệt anh em nha